Tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ lại tất cả mọi người là làm sao để hỏi mà tập một chú chim non hay là mấy con chim nó hót theo cái giọng mình ưng ý nhất á. Thì đầu tiên á thì mình sẽ có hai cách mọi người. Thì sẽ là đầu tiên đó là cái lo này mọi người. Mình sẽ tải. Mọi người có nghe không? Và cái thứ hai nữa, tại vì thường xài vô lo như này á là mình phải có máy tính mình chép. Thì mình sẽ lựa những cái file nào mình ưng ý nhất. Đó người theo nó nghe nó hót heo rồi. Tại mình xài rất là nhiều thứ. Cái hai nữa đó chính là cái điện thoại của mình mọi người. Đặc biệt cái điện thoại của mình á thì mình sẽ chỉ anh em là tại trong cái điện thoại tất cả anh em đều có cái phần mềm này đây là ghi âm. Anh em chỉ cần mở tivi lên xem hay là mình có thể là mở máy tính hay điện thoại khác lên và mình sẽ bấm ghi âm, sau đó mình ghi âm cái đoạn nào mà video mà con chim có thể là mình pha, quay hết toàn bộ luôn mọi người, nó rất là phức tạp nó có tạp âm hay cái gì đó, cái này có kia, thì xong sau đó mình sẽ vào mình chỉnh lại mọi người. Ơi như mình ghi âm như thế này mình sẽ chỉnh lại được tất cả cái video cái khúc nào á, thì cố gắng mình lấy tai phone mình nghe rồi sau đó mình sẽ cắt những cái phần mà tạp âm đi mình bỏ mọi người đó, mình chừa lại những cái khúc nào hay nhất của con chim á thì mình sẽ để mình tập cho con chim. Thì rất là đơn giản, thì ví dụ như mấy con chim này ở đây đúng không, thì mình sẽ để cái máy ở đây, thì mỗi ngày á thì bình quân mình sẽ cho tụi nó nghe, nói chung anh em cho nghe chơi 1 tiếng đồng hồ là ok nhất. Mình chơi theo kiểu vậy mọi người biết là sao, hoặc là mấy con chim tập nói mình cũng làm y chang vậy luôn, thì mình sẽ ghi âm những cái đoạn nhỏ thôi, ví dụ ba ơi mẹ ơi chào khách hay là hello xin chào gì đó mình sẽ để ở trước đó. Và mình dùng một cách đó chính là mình để cái bàn hay gì đó mọi người, hoặc là mình có thể là mình dùng cái móc đó mình treo lên đó, mình treo lên như vậy cũng để cho con chim nó nghe hoài, giống như là dạng là tạo áp lực cho nó rồi bắt buộc cho nó là kêu bằng cưỡng chế luôn á, là chỉ cứ tối ngày sáng đêm cứ lâu lâu cái nghe đó cả tiếng đồng hồ, nghe suốt nghe đi nghe lại hoài á. Nó đang đi gió. À, nó nghe đi nghe lại hoài á, thì tất nhiên con chim của mình á nó sẽ rất là nhanh hót và hót theo đúng như cái giọng mình dạy nó, tại cái đó kêu một dạng cưỡng chế mọi người. Cho nên lý do vì sao anh em nói là con chim nhà con ở nhà lên nó sẽ không hót bằng cái con ở ngoài rừng. Tại sao tại vì ở ngoài rừng á nó có những con khác nó hót nó hót thì tụi nó học nghe theo thôi, chứ con giống như em bé mình mới lớn thôi thì con nít mình học giờ, ví dụ nó ở Việt Nam thì nó sẽ nói tiếng Việt, nếu mà nó ở bên nước ngoài thì ba mẹ nó dạy tiếng Anh hay tiếng gì đó, tiếng Lào, tiếng tiếng Thái, tiếng Úc gì đó cho tụi nó nghe, thì tụi nó tất nhiên là tụi nó sẽ học nói theo tiếng đó. Thì con chim mình cũng vậy thôi, mình dạy nó cái gì nó sẽ nghe cái đó mọi người, thì mình cứ dạng theo cái kiểu này đó là tụi nó sẽ học vẹt, giống như nít mà nó đâu có biết gì đâu thôi. Nó bắt đầu nó phải học vẹt lên từ từ, nó sẽ nói từ từ theo như vậy, rồi bắt đầu nó sẽ tạo thói quen, bắt đầu nó sẽ học lại đàng hoàng hơn. Thì đó con chim mình nó thì cứ tạo áp lực cho nó học, tại vì mới đầu mà phải học như vậy để con chim mình nó mới có thể là ok nhất, chứ anh em đừng có để cho nó tại sao con chim của tôi nó anh em lại đâu sao đánh nó không hót hay bằng giọng rừng, thì tại vì do là anh em không có chịu tập và để nó cứ hót theo cái giờ bản năng của nó, thì tất nhiên bản năng của nó sẽ tự nói được, nhưng mà có điều nó sẽ chậm và lâu hơn. Cho nên là tại sao có nhiều em bé rất là nhanh nói và có những em bé rất là chậm nói là như vậy mọi người, tại vì ở nhà bố mẹ hay chăm á và cứ trò chuyện với con suốt á thì nó sẽ có một cái thói quen nó ấy, nó nói rất là nhiều, thì đối với chim cũng như vậy thôi. Thì mình phải tạo cho nó một cái áp lực là nghe suốt, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại hoài cái gì đó, thì tất nhiên nó sẽ ghi nhớ trong đầu nó, thì bắt đầu nó sẽ theo, nói chung là nghe đến nỗi mà nó ám ảnh luôn á mọi người. Mọi người thấy bây giờ tụi nó tập kinh khủng không? Đó, còn cái một cách nữa đó chính là mình sẽ dùng một cái con già rừng. Tại sao mà mình nói với anh em á là mình đúng có đúng một con thầy một thôi là mình phải con đó nó phải kéo thuốc lào hay gì đó, mình theo sở thích thì mình mua con chim bổi thiệt là ấy ở ngoài giờ rừng dài mà mình nghe cái giọng nó ok mà giữ lại để mình làm con chim già, chim màu, chim con, dạy mấy chim con học giọng thì nó sẽ theo con đó, thì để mấy con đó nó gằn hoặc là mấy con kia học giọng nó hót mà suốt, thì tại vì con kia nó hót thì mấy anh này nó phải nghe, cũng y chang trong rừng thôi mọi người. Trong rừng thì nó rất là nhiều loại chim
Tại sao có con nó sẽ học được hót giọng này, cái hút lào hay giọng kia, cái hút lào không ngắn như lào dài á, là do trong khu rừng đó có một con nó kéo dài hay kéo ngắn, hoặc là có khu á nó sẽ không có con nào kéo hút lào luôn, cho nên là sẽ có những con chim non không bao giờ nó kéo hút lào á. Mà về nhà mình á thì nghe những con khác nó học nó lại kéo hút lào, hoặc là giọng chim sâu, chim này chim kia rất là nhiều luôn. Cho nên là dạy giọng chim á thì nó cũng rất là phức tạp chứ không có gì, gì. Nói chung là phải kiên trì và thời gian mọi người, chứ không phải giờ mình dạy nói khẳng định đúng 1 tháng sau là nó sẽ hót được cái giọng đó, không đâu mọi người. Có những con nó học rất là nhanh mà cũng con có những con nó học rất là lâu, đặc biệt mấy con mà lớn rồi mọi người nó học thì nó sẽ nhanh hơn, tại vì nó căn bản nó đã hót được rồi á. Giống như là ở ngoài đang hót nhà mấy con kia nó nghe nó hót theo, thì kể cả họ mi ha hú lửa gì cũng vậy hết mọi người. Đó, cho nên là mình cứ cho vậy hú á, thì ví dụ anh em thích giọng bắt cô trái cọc á thì anh em lên YouTube nè, anh em gõ giọng bắt cô trái cọc thì trên đó có con chim bắt cô trái cọc, cho nên là nó hót như vậy á, thì người ta mới biết được nó là con chim bắt cô trái cọc, thì mấy con hú nó nghe theo nó sẽ hót theo là bắt cô trái cọc. Tại vì nhiều anh em không biết là có con chim đó nha, nó thật sự là ở ngoài tự nhiên có con chim nó hót giọng chỉ là bắt cô trái cọc, bắt cô trái cọc nó hót hoài thôi. Thì đặc biệt những con khú nào ở vùng đó nó nghe nó sẽ học theo đó, đó chính là lý do tại sao mà có con khú lại hót là giọng bắt cô trái cọc. Và nhiều anh em nói con khú nó biết nói, đúng rồi, nó nói được là bắt cô trái cọc, hoặc là hót khổ quá bỏ qua bỏ qua bỏ qua đó, thì nhiều anh em nói nó biết nói, thật sự đó là chỉ là cái giọng hót của nó thôi. Nói thì là có dòng những dòng khác mọi người, nói thì như sáo nhồng cưỡng quạ thông rồi mấy con vẹt rồi đó mọi người á. Thì tại sao người ta hay kêu là học vẹt là vậy đó, thì mình cứ tạo áp lực cho tụi nó, cứ ngày sáng đêm gì mình cứ cho nghe suốt là tự nhiên tụi nó sẽ học theo thôi. Cho nên là anh em đừng có suy nghĩ trong đầu là con chim nuôi ở nhà chim con lên đó, là nó sẽ không có, nhưng con chim ở ngoài rừng nó không có tố chất bằng, nó cũng không thái độ bằng, và nó không hót hay bằng, giọng không tốt bằng, thì không có nha mọi người. Thì anh cái đó đặc biệt là anh em nên chọn những con giống nó cực kỳ khỏe, ví dụ là con chim bố mẹ nó phải là con chim hót hay giọng tập lớn như mấy con chim này mọi người, không nghe nghe nó tập lớn cực kỳ không, thì làm sao mà giọng nó hót nó nhỏ được đó. Cho nên là lý do vì sao mà bố mẹ đặc biệt là chim bố mẹ phải là chọn cực kỳ tốt đó mọi người. Có thể thấy là những con chim mình nó tập ở đó trong này mình nghe rất là lớn. Mọi người nghe không, tập ghê không? Thôi thì mình cũng đã làm theo cái video này, như anh em cứ có thể là tập cho những chú chim mình là như thế, còn anh em nào có những cách hay hơn thì có thể là comment bên dưới. Thật sự mình nói là ngoài hai cách này ra bằng là mình thấy là sẽ không có cách nào hết đâu mọi người, nên là thôi mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt mọi người, để mình nghe điện thoại xíu.